review phim Án mạng ở Venice, A Haunting in Venice, phần phim thứ 3 trong series phim về thám tử Hercules Poirot, một nhân vật bước ra từ những trang tiểu thuyết của nhà văn Agatha Christie. Lần này thám tử Hercules Poirot phải đụng độ với một vụ án có yếu tố tâm linh, làm nên sự khác biệt so với hai phần phim trước. Với thời lượng 1 tiếng 40 phút, A Haunting in Venice là phần phim ngắn nhất so với hai phần phim trước. Phim được đẩy nhanh hơn, cách kể chuyện gãy gọn, tránh bị bôi thêm nhằm đưa ra các tình huống đánh lạc hướng nhưng không thật sự hiệu quả ở hai phần phim trước. Một điểm khác biệt nữa ở A Haunting in Venice, cách mà bộ phim đưa ra những manh mối rất hợp lý, cái gì nó cũng liên tục nên mình coi thì mình cũng cảm thấy là mình không có buồn ngủ cho đến kết phim, chứ không phải là nó quá cuốn mà phải tập trung vào màn hình, phải đi theo hành trình của nhân vật khiến phần phá án ở cuối phim của Hercules Poirot trở nên logic và hợp lý hơn, chứ không như hai phần phim trước là giấu như mèo giấu kiếp, tới cuối là nói ào, không cho ai nói hết. A Haunting in Venice đã giải quyết những cái điểm yếu của hai phần trước. Tuy nhiên, phần giải quyết vụ án lần này chạy theo deadline, tức là đoạn cuối mọi người sẽ không thấy được suy luận, có thời gian để suy nghĩ, mà ổng đọc giống như một đoạn văn mẫu được viết sẵn luôn. Các chi tiết cũng được show ra một cách liên tục, khiến cho mình thấy bị cục. Nếu như hai phần trước thì mình coi khoảng 1/3 phim là mình đoán được thủ phạm, thì phần này ngay từ khoảng 10 phút đầu giới thiệu nhân vật tới nhân vật bạn trai thì đầu mình đã nhảy số ai là hung thủ luôn rồi. Đến đoạn vườn cây ở trên sân thượng, mình chắc chắn hung thủ là ai luôn. Cũng chính vì ngày xưa tôi làm con hầu ở Bạch Trà Viên, phim Gái Già Lắm Chiêu phần 5, khi mà hoa bạch trà đỏ nở thì sẽ có người trong gia đình để lấy chồng. Cái concept đó cũng nằm trong bộ phim này luôn, và concept đó nó đã trải dài từ rất là nhiều những bộ phim khác trước đây, từ điện ảnh cho tới truyền hình. Hồi năm 2020 mình phim Run, nếu như mọi người chưa coi thì mọi người có thể coi thử ha, tại vì phim này ha, gần như đó, cái concept về cái câu chuyện đó nó bưng y nguyên vào đây luôn. Mình không biết tiểu thuyết viết như thế nào, tại mình không có phải là fan của Agatha Christie. Dương Tử Huỳnh không chu du đa vũ trụ nữa nên cũng hết phép rồi. Bà Tina Fey thì bà đóng những cái vai nghiêm túc như trong phim này, tôi nhìn tôi không có quen. Một cái điểm cộng là về phần quay phim, lấy những cái góc rất là rộng, chủ thể nhân vật nằm gọn và rất là nhỏ bên trong khung hình, nó đánh lạc hướng bằng thị giác. Nhìn vào một cái khung cảnh nó quá rộng thì chúng ta sẽ đôi khi bỏ sót những hành động của nhân vật, mà nó sẽ giấu được những cái điều mà có thể làm cho người ta liên tưởng tới câu chuyện, khiến chúng ta phải đi theo hành trình của nhân vật. Nhìn chung thì mình thấy phim coi được chứ không có tệ như phần 2. Mọi thứ đều được up lên, nhưng mà nó mới up lên ở mức này cũng chỉ ở dạng trung bình khá. Phần 1 mình cho nó 2.5/5, phần 2 mình cho 2/5, thì phần này mình cho nó 3/5, cũng dạng gọi là tiến bộ chứ không có thật sự là quá ấn tượng sau hai phần phim quá dở. Hai phần trước thì có quá nhiều ngôi sao, thì phần này cũng chỉ có một vài diễn viên là ngôi sao thôi. Mình nghĩ là nhà sản xuất họ bắt đầu coi lại túi tiền rồi đó, để bớt mời ngôi sao lại. Nam diễn viên cũng là đạo diễn của phim là Kenneth Branagh, ông này ông đóng hoài, mình không biết là ông có đam mê vai này quá không, nhưng mà thôi thì người ta thích thì người ta đóng, mà người ta là đạo diễn mà nhiều khi người ta sản xuất luôn. Hết review rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Còn chuyện ra rạp hay không là chuyện của mọi người ha. Nếu mọi người thích video này hãy cho Phúc một like và nhớ bấm theo dõi kênh của Phúc để xem review phim chiếu rạp mỗi tuần ha. Còn bây giờ chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye. Who are you talking to?